Mát quá chứ chưa. Mát quá. Trời ơi, kia nắng 40 độ C ra cái hồ bơi ở giữa làng bơi chống hai khùng mát quá. Yeah. Trời 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 trời, cái gì mà sao hai người này la lối âm sầm bơi bên dưới hồ mà la lối âm sầm vậy trời? Hồ này gọi là hồ đã hết sảy luôn, không cần phải đi đâu xa luôn, có chỗ đã. Hai người làm cái gì mà bơi bên dưới cái hồ của anh Siro say rồi hai người la hét âm sầm vậy? Ủa có chuyện gì vậy? Trời ơi, nước không biết gì ơi, hôm nay 40 độ C người ta ở đây ra bơi đây gọi là bơi giải nhiệt, bơi cho đỡ nóng, không biết gì thôi. Trong nhà có máy lạnh ngồi mát hơn, không chịu ngồi máy lạnh đi ra ngoài đây bơi làm gì? Nước này biết đâu lỡ có ai đó nhậu mình đi nhậu xỉn đi ngang qua tiểu xuống đây, cái hai người xuống đây bơi à? À, đồ chê đây mình tắm nước tiểu à, cho mình tắm nước tiểu. Ai à? Trời, ông dịch ông kéo mình xuống đây luôn bạn ơi. Trời, ghê quá, ghê quá. Ôi, bẩn lắm cái nước hồ này, bẩn lắm anh ơi, không bơi được đâu. Trời ơi trời. Ủa mà hai người tự nhiên ra ngoài đây bơi làm gì? Sao không vô nhà bật máy lạnh cho nó mát? Trời ơi trời, nóng thì bật máy lạnh lên. Ông không có biết gì hết trơn. Bây giờ hả, thời tiết nóng nực, mình bật máy lạnh lên rồi nó cháy cái máy lạnh, sao ra ngoài đây tắm nó mát hơn, đã hơn, vui hơn. À, cũng hấp dẫn nha. Tính ra thì bây giờ cũng mùa hè rồi mà đi bơi thì cũng vui phết nha. Để mình nghĩ coi. Đúng rồi bạn ơi. Mình mới nghĩ ra một cái ý này rất là hay luôn. Đó chính là tại sao thay vì chúng ta phải đi ra ngoài đây bơi, tại sao chúng ta lại không ở trong nhà mà chúng ta bơi luôn? Nghe hấp dẫn không? Gì? Có nghĩa là bơi bây giờ cái đầu không phải là bơi trong bồn cầu, mà là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một ngôi nhà bên dưới biển các bạn ơi. Nó vừa mát nè, mà nó vừa được bơi, mà nó còn vừa ở trong nhà nữa, rất là hợp lý luôn. Mọi người thấy sao? Nhà dưới biển à? Đúng rồi. Nghe thì hấp dẫn ấy, nhưng mà xây là sao? Trời ơi, yên tâm đi, có em này, em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách xây nhà bên dưới biển. Ok anh em ơi, bây giờ nè, mình sẽ cùng với anh Dịch và cùng với Timmy, bộ ba bá đạo sẽ cùng nhau xây nhà ở bên dưới biển nha bạn. Và bạn nào mà thấy thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like nè, một share nè, và nhớ nó subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube mình để mình có động lực làm thêm những video mới nha. Ok bạn ơi, còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau xây nhà dưới biển thế nào? Let's go. 1 hour later. Ok, và các bạn ơi, bây giờ mình đã cùng với anh Dịch và Timmy ra ngoài bãi biển rồi nè. Đó, nè thấy không? Bãi biển đẹp ớt không? Ôi, rộng ơi là rộng luôn, xung quanh không có gì luôn, trời. Đó, thì bây giờ mình cùng với anh Dịch và Timmy sẽ xây nhà bên dưới biển nha anh em. Bây giờ à, mọi người nè, bây giờ mở cái rương ra đi, em sẽ cho mọi người thấy bên trong cái rương có gì nè. Đây, xin giới thiệu mọi người, bên trong cái rương chính là bào tử đêm. Thì cái bào tử đêm này nè, mọi người ăn vào á thì mọi người có thể nhìn thấy được trong bóng tối nè, thấy không? Bây giờ mọi người xuống dưới nước nè, mọi người thấy nước tôi đang thui lùi đúng không? Không thấy đường đúng không? Mọi người chỉ cần ăn cái này vào đó, ăn vô thế là trời sẽ sáng lên liền, ghê không? Hấp dẫn à, trời sáng lên luôn, mù luôn rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xuống dưới đây và xây nhà dưới biển thế nào anh em ơi. Let's go. Ui, dịch đây, dịch gì? Bên đây em thấy nó nổi lên gì nè. Trời ơi, Timmy nó mới làm gì bên dưới nước mà nước nổi lên cái bọt đen nè. Ê, vô văn quá, cái này là có cái cục gì dưới đây nè ba. Đâu không? À, có cái cục khoáng sản bên dưới nè, cho nên là nước nó phồng phồng cái bọt màu đen đó nè. Ghê vậy. Thôi đừng để ý đến nó nữa, bây giờ mình cùng nhau xây nhà đi nào. Nhà to, nhà nhỏ gì cũng được, miễn là nhà dưới biển nha. Ok, bắt đầu xây thôi. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau xây nhà dưới biển nha anh em. Thì mình sẽ chọn cái màu nhà là màu trắng với màu đen đi. Từ trước giờ mình xây màu xanh nhiều rồi, chán lắm. Mình sẽ chọn màu trắng và màu đen luôn cho nó đẹp mấy bạn ạ. Ok rồi, mình sẽ xây một cái căn biệt thự ở bên dưới biển nha bạn. Một cái căn biệt thự ở bên dưới biển luôn cho mọi người lé mắt luôn bạn ơi. Ôi, bình thường là mọi người toàn xây nhà thôi, còn mình sẽ xây luôn cả một căn biệt thự siêu to khổng lồ bên dưới bãi biển. Đó thì mình ở trong nhà ha, mình có thể bơi được trong nhà, mình có thể tắm được trong nhà luôn, bơi lại luôn, khỏi sợ trời nóng nữa. Quá hợp lý. Ok, rồi để mình xây ra nha các bạn. Mình sẽ xây cho nó một cái hình vuông như thế này, một cái bức tường hình vuông như thế này. Rồi, bây giờ mình sẽ xây nó cao lên nha. Ok, sắp xong rồi các bạn ơi, mình đã xây xong mấy cái bức tường cho ngôi nhà rồi nè. Ok rồi. Rồi, xong. Đây là một cái ngôi nhà của chúng ta là có được mấy bức tường rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ xây đến cái sàn nhà nha các bạn. Thì sàn nhà mình nghĩ rằng là mình sẽ sử dụng gỗ nha, sử dụng gỗ cho nó đẹp nè. Không biết Dịch với Timmy xây thế nào ta. Ui, trời, Dịch ơi, anh xây cái gì vậy? Nhà. Xây cái nhà gì đâu mà nhìn kỳ vậy, nhìn nó y hệt như cái tù luôn á chứ cái nhà gì. Tù, trời, đây là thủy cung của người ta xây dưới biển, người ta xây này thiết kế không biết gì về khoa học gì thôi. Ok, được rồi, vậy em qua coi Timmy coi. Trời, anh ơi, em thấy cái nhà anh xây đã xấu rồi mà cái nhà Timmy xây còn xấu hơn nữa anh. Nó xây hình vuông anh. Ta chưa xây xong nha. Ta chưa xây xong, đừng có chê ba, về lo làm công việc của mình đi ba.
lắp lên đây, chúng ta sẽ xây cho chúng ta một cái sàn bằng gỗ cho nó thật là sang trọng á bạn ơi. Nhà giàu là người ta không ai sẽ xài là sàn gạch hết á, người ta xài sàn gỗ thì nó mới VIP bạn hiểu không? Mình là nhà giàu mà, mình là phong cận nhà giàu nhất hero team mà. Trong nhà mình là ok rồi, phong bây giờ TV. Lắp lên nè. Nhà nước. Ok, lắp cái này vào đây. Ok. Đó. Rồi, xong. Bây giờ chúng ta đã xây được cho chúng ta một cái nhà gọi là kính được hết nè, có trần nhà nè, có sàn nhà và có được 4 bức tường luôn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xây đến cửa nha bạn. Đó, mình sẽ xây cho mình cái cửa ở đây đi. Đây, mình sẽ để cái cửa ở đây. Mình sẽ lấy cho mình cái cửa gỗ nữa bạn. Đó, cái cửa gỗ này đẹp nè. Đặt vào đây. Đó, ok. Rồi, bên này thì mình sẽ sử dụng cửa sổ nha bạn. Thì mình sẽ đập cái này ra để mình lắp cửa sổ vào cho nó đẹp mấy bạn ơi. Đó, nhà thì chúng ta gọi là sử dụng phải có cửa sổ luôn để chúng ta còn đón ánh nắng mặt trời vào mỗi buổi sáng nữa chứ. Chúng ta cần phải hấp thụ ánh nắng mặt trời mỗi buổi sáng thì chúng ta mới khỏe mạnh được nha các bạn. Mở tù cửa sổ đón mê đi vào. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái tháng gì vậy? Ok rồi, giờ mình sẽ lắp kính rồi nè. Đó, lắp kính vào. Đó, mình sẽ chọn kính màu xanh luôn cho nó hợp với gọi là màu da của mình. Đó, ok. Thôi bây giờ là trang trí thêm bên ngoài nữa là hợp lý nè. Mình sẽ gọi là đặt cái khói màu đen này lên để mình trang trí cái nhà nha. Mình sẽ xây thế này. Ê, sắp xong rồi bạn ơi. Trời ơi. Đó, nhìn thấy cái nhà của mình là nhìn giống y hệt cái biệt thự liền luôn rồi bạn thấy không? Quá trời đẹp luôn. Rồi để qua coi nhà Dịch thế nào. Trời, sao nhà của anh Dịch mình thấy nó không giống một ngôi nhà bạn ơi. Mình giống thấy giống một cái tòa lâu đài ở bên dưới biển hơn á. Nhưng mà tòa lâu đài người ta to lắm. Tòa lâu đài người ta to lắm. Tòa lâu đài của Dịch chút ép. Trời ơi, to như cái lỗ mũi của em luôn à. Trời ơi trời. Tòa lâu đài phiên bản hết tiền. Trời ơi, lâu đài phiên bản hết tiền hả? Ok, coi nhà Timmy thế nào. Timmy thì Timmy vẫn giữ quan điểm của mình, chính là Timmy sẽ xây nhà màu hồng mấy bạn ơi. Timmy không hề đổi màu. Đó, còn mình thì mình chọn màu trắng và màu đen, Dịch thì chọn màu xanh lá cây. Còn Timmy thì chọn màu hồng luôn, Timmy không đổi màu các bạn ơi. Ôi, người đâu nhạt nhẽo không chịu đổi màu. Ok rồi. Biết Timmy xây gì không? Timmy đang xây gì anh? Ở bên dưới biển nó có cá heo, trên kia có heo thì xây chuồng heo, dưới này có cá heo thì xây chuồng cá heo. Cái đậu phộng. Gì vậy? Người ta gọi là đây là nghệ thuật, mấy ông hiểu không? Nghệ thuật. Nghệ thuật đồ, cái này là nghệ, ta đem đi ta nấu thịt thì có nghệ thịt thì có chứ ngộ cái nghệ thuật cái gì. Rồi bây giờ tôi đã xây được xong cái bên ngoài nhà của tôi nè. Rồi tôi chui vào trong nha. Đây bạn ơi, bạn thấy không? Bên trong nhà dưới biển là phải có nước các bạn hiểu không? Đó, mình có thể bơi được trong nhà luôn nè. Đó, thấy không? Bơi trong nhà luôn, bơi trong nhà luôn á, không cần ra ngoài biển luôn bạn ơi. Bơi trong nhà luôn, quá hợp lý. Thử tưởng tượng một ngày đó các bạn sống ở trong một ngôi nhà mà các bạn có thể bay qua bay lại, bơi lại, quá đẹp, quá hợp lý rồi, quá gọi là xuất sắc luôn bạn đúng không? Rồi ok, bây giờ là mình sẽ lắp đèn bên trong nhà nha bạn. Để xem coi, bây giờ mình sẽ chọn đèn nè, mình sẽ chọn khói đèn nha. Đây, có cái khói này nó có thể phát sáng được bên dưới biển nè. Mình sẽ lắp vào đây. Đó, trời ơi, sáng chân luôn bạn ơi. Sáng đến nỗi mà mù hết cả mắt luôn nè. Trời ơi trời, chắc tí nữa mình bị cận thêm mấy chục độ luôn quá. Sáng ơi là sáng luôn. Ok rồi, lắp kính vào, lắp kính vào. Đó, lắp kính hết cái nhà vào luôn. Wow, nhìn bên trong nhà là thấy sang trọng rồi nè anh em. Đó, bây giờ là mình sẽ bỏ thêm bàn ghế nha. Bên trong nhà là phải có bàn, có ghế đàng hoàng thì chúng ta mới có thể gọi là ngồi chúng ta xem phim, chúng ta ăn bánh, chúng ta bơi trong nhà luôn. Tha hồ mà mát mẻ thoải mái. Đây, lấy hết những cái đồ trang trí ra luôn. Lấy thêm mấy cái khói đèn này nữa. Rồi ok, mình sẽ chọn cái chỗ này là để cái tivi đi. Hay chỗ nào ta, thôi chỗ này đi, chỗ này để tivi nè. Thì mình sẽ để cho mình cái bàn vào đây nha. Xếp 4 cái bàn vào nè. Sau đó để thêm ghế vào. Đó, rồi. Thôi hai cái bàn thôi được rồi. Đó, xếp theo ghế vào. Rồi ok. Sau đó là mình sẽ lấy thêm cho mình là bình hoa nè. Mình sẽ lấy bình hoa cho mình để mình trang trí luôn. Trời ơi, nhà phải có hoa. Nhà là phải có hoa thì mới đẹp mấy bạn ạ. Đó, ok. Để bình hoa vô nè, xong lắp hoa vô. Đó, quá đẹp luôn, quá đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ xây cho mình một cái tivi nha. Để mình xem coi, mình sẽ lấy lắp màu đen nè. Rồi sau đó mình sẽ lấy cho mình thêm một cái khói nữa để mình làm cái loa các bạn ơi. Đây, lấy cái này làm cái loa đi. Rồi mình sẽ lắp trên đây thế này. Đó, lắp lên. Wow, nhìn cũng bắt đầu thấy đẹp đẹp rồi đó. Lắp lên thế này, nguyên một vàng loa gọi là xây cái nhà dưới biển mà mình cảm thấy mình bí quá ta. Ok, lắp cái tivi vô nè. Đó, xin giới thiệu các bạn, đây chính là tivi 100 inch đó, siêu xịn luôn của Samsung nha các bạn. Đó, Phong ơi, ông mở cửa ra coi nè. Phong ơi, mở cửa ra. Hả, có chuyện gì đâu, tôi coi đây. Cái gì? Trời, trời, dịch ơi, dịch. Dịch đây, qua đây coi nè anh. Qua đây coi nè. Có gì vậy? Qua đây quay coi con Timmy nữ thần của cá. Đâu? Anh qua coi con Timmy nó đang cho cá hút mỡ nè anh. Cái gì? Mấy con cá đang hút mỡ Timmy anh ơi. Mấy con cá đang hút mỡ Timmy đó, hiểu không? Xin chào các bạn, đây chính là dịch vụ hút mỡ cho cá đó, Timmy đù. Mấy bạn ơi, bạn nhìn nè,
Bây giờ là anh Dịch với lại team Timmy đang đứng cho mấy con cá nó hút mỡ nè bạn. Trời ơi, cá hút mỡ quá trời. Ê, cho tôi chơi chung với. Chui vô. À. Đâu anh đông vậy? Mấy bạn ơi, bạn coi nè, thấy không? Bây giờ mình với anh Dịch với lại Timmy đang sử dụng dịch vụ hút mỡ rồi, các bạn thấy không? Bọn mình hút mỡ bằng mấy con cá nè, đó. Bọn mình nhiều mỡ quá cho nên là con cá nó nhào vô nó hút mỡ bọn mình nè, đó. Bây giờ Phong cần để trở thành 6 muối các bạn ơi. À, quá hợp lý luôn đúng không? Rồi, bây giờ okay. Đi chấm điểm nhà đi Phong ơi. Thôi, chấm điểm nhà đi, từ nãy giờ gọi là xây đủ rồi nè, để em coi coi. Rồi, bà đi theo, rồi đi theo. Trời ơi, một nùi cá được Timmy, giết bớt đi. Trời, để thế này tí nữa mấy bạn xem video bạn choáng ngợp luôn á trời, nhức đầu lắm luôn á. Quá trời cá. Mấy ông bơi chỗ khác đi, để tôi dụ đi chỗ khác. Dụ gì mà dụ, tôi sẽ giết hết bọn nó, tôi làm cá nướng luôn. Giết đi Dịch. Bắn nó Dịch, bắn nó, đúng rồi. Phụ em bắn nó Dịch, bắn nó. Trời ơi, cá của tôi, trời ơi. Cá nè. Trời ơi, mấy con cá nó chu mỏ đòi hung em nè anh ơi. Mấy con cá này biến thái quá. Nó hung mỏ, nó chu mỏ nè. Tội mày thôi, mày bớt cho tha được không? Người ta đang dọn không dọn dùng thì thôi đứng kêu đó. Ê anh, con Timmy nó hại dụ anh. Bọn mình đứng trên đây bọn mình giết cá bên dưới nên lụm hết cá đem đi nướng ăn mình nó kìa. Đúng là đồ vô văn quá. Ờ mồm nó thì không thương mấy con cá mà tay thì nó lụm. Ok rồi, bây giờ mình sẽ chấm điểm nhà đầu tiên ở nhà Timmy nha. Ở trên nhà Timmy nó có gì đây? Cái này là cái hồ bơi hả? Cái hồ bơi mà sao bên trong? Sao bên mày trong? Mày xây cái hồ bơi ở dưới đáy biển mày có khùng không? Nó xây cái hồ bơi ở bên dưới biển anh ơi, nó bị khùng rồi. Ở dưới biển nó có quá trời nước rồi, nó còn xây hồ bơi nữa. Ok, để em vô nhà nó coi coi có gì không nha. Nhà Timmy thì có giường ngủ nè, có lò nướng, có đèn, đồ đầy đủ, rất là gọi là hợp lý dành cho sinh tồn luôn. Ôi, hình như trong đây nó không có nước các bạn ơi. Trong nhà Timmy là không có nước. À, nhà Timmy là không có nước nha. Còn nhà của mình với anh Dịch thì có nước các bạn ơi. Giờ qua nhà anh Dịch thử nha. Nhà anh Dịch thì để xem coi. Nhà anh Dịch, ui, có lầu luôn. Wow. Lầu trời. Trời ơi, có tên lửa luôn. Dịch xài tên lửa luôn Dịch. Wow, ghê vậy. Hai đây cái là, luôn. Đây gọi là tầng ngầm. Wow, ghê. Wow, nhà của Dịch coi bộ cũng xịn ghê luôn bạn. Bạn xem nè, cũng có giường ngủ, có kệ sách nè, rồi có thêm bàn chế tạo các kiểu, mà có cả lầu luôn bạn ơi. Mà trên lầu còn có thêm gọi là gì ta? À, những cái này Dịch kia là tàu ngầm mấy bạn ơi. Wow, xịn vãi. Ok, bây giờ tới lượt nhà em nè. Qua đây, mọi người qua đây. Ok, xin giới thiệu với mọi người, đây chính là nhà của em. Em sẽ giới thiệu anh. Trong nhà em có một dàn gọi là đèn rất là xịn luôn, đèn mua từ bên Nhật Bản về ở nhà, cực kỳ xịn, cực kỳ sáng luôn. Và ở đây em có một cái màn hình tivi Samsung đó, nghe nói Samsung mày lắp tivi dưới nước luôn. Đúng rồi, lắp tivi bên dưới nước luôn. Em còn xài điện ở bên dưới nước luôn á trời. Đó. Rồi là có tivi bên dưới nước nè. Ở đây có một bộ bàn ghế chúng ta có thể ngồi nè. Đó, bên đây là giường ngủ. Nhà em còn có rất là nhiều hoa luôn. Và em có nuôi một con cá mập siêu to khổng lồ trong nhà, anh thấy không? Nó bơi lại thấy không? Đó, một con cá mập siêu to khổng lồ luôn. Tại sao anh lại giết nó? Tại sao anh lại giết con cá mập đó? Trời, con cá mập đó là của Sammy. Sammy mua đó, tí nữa nó về nó giết em anh. Đổ không? Mua hồi nào sao sao vừa mới xây nhà xong bày đặt Sammy mua. Thôi em giỡn mà. Ờ à, thấy không? Mày thấy không? Nhà của mình là gọi là siêu hiện đại luôn, có cái màn hình của Samsung nè. Nghe nói Samsung sắp rút khỏi Việt Nam cho nên là mình mua liền luôn để mình dự trữ lại, thấy không? Đó. Ok bạn ơi, thì các bạn thấy nhà của mình nè, với là nhà của anh Dịch và nhà của Timmy, nhà nào là đẹp nhất thì mấy bạn đừng quên là bình luận lại cho mình biết nha. Đó, chứ mình thấy là nhà của mình là siêu hiện đại đó, mình nghĩ rằng là mình giành top 1 rồi đó bạn. À, ok, và anh em có thấy thích những cái ngôi nhà này không? Nếu bạn thấy thích thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của anh Mr. Vịt và Timmy Đồ để đăng ký ủng hộ cho hai người bạn của mình trong bộ áo đảo nha. Và cũng đừng quên là đăng ký ủng hộ cho các thành viên của Hero Team nha mọi người. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, yêu anh em vãi nồi, tạm biệt. Vãi nồi, bye bye.